À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới, Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video hôm nay, trước màn hình quý vị cùng anh chị em, đây là vườn cây của anh Nhân, địa chỉ là An Nhơn, Bình Định. Thì cuốn video hôm nay, anh Nhân cũng có lên một số tác phẩm cây bonsai cũng tại vườn nhà. Thì trong đó nó cũng có đủ loại cây và cũng có nhiều size cũng như nhiều kích cỡ. Thì cuốn video lần này Thanh Phú xét thấy anh cũng có sưu tầm cũng như những hàng cây bonsai mới về để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em. Mình cũng xem qua để thưởng lãm và giao lưu. Thì trước khi đi vào buổi giao lưu cây bonsai tại vườn của anh Nhân, Thành Phú xin phép lướt qua một vòng để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng nhìn ngắm. Chào anh. Chào anh Phúc. Chào anh em tất cả. Hôm nay mình cũng lên một số tác phẩm mới. Anh em coi ngắm thì cái gì ủng hộ mình nha. Đầu tiên là cây số 1. Là một cây tùng. Một tác phẩm phẩm tùng đầu tiên. Cái tùng kim cương. Để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh em. Đây là tùng kim cương. Rồi, và anh tiếp tục tiến hành để chia sẻ kích thước. Đo phỏng cái bộ đế thôi. Bộ đế của dưới là 66. 66. Chiều cao là 62. Cao 62. Tán của nó là 77. Tán 77. Hoành thân. Hoành thân. Thân là 38. Thân 38. Cái này là mình mới vô dây nữa, mình mua đem về đó mình cầm nha, mình chưa tháo ra. Có một cọng vây dây để kè lại. Đây về phần đế. Cái này trưng rất đẹp. Về bộ tàng thì cũng ấm. Cái tùng kim cương này cái giá là 12 triệu nha. 12 triệu, một tác phẩm đầu tiên, tùng kim cương. Rồi, mình chia sẻ tiếp luôn. Phẩm thứ hai là một cây sâm trái. Một cây sâm trái. Cái này nó mới ra, nó non, chuẩn bị nó ra trái. Cái này mình non, mình rửa. Cái này có quanh đế trên, đó là 45. Có cái bộ chân đẹp của gì. Cao của nó 82. Cao 82. Tán nó là 73. 73. Cái này có bộ chân rất đẹp. Còn đi lách khách. Cái sâm trái này là cái giá là 9 triệu nha. 9 triệu. Một tác phẩm sâm trái quý vị. Nhìn nó cũng khá là nghệ thuật. Tác phẩm thứ ba, cây cần thăng. Một tác phẩm tiếp theo là cần thăng. Đường đế của nó là 84. 84, hoàn đế. Cao nó 50. Cao 50. Tán 87. Tán 87.
đây gom hết rồi. Đây là cung cốt lùng quý vị. Cây lùng lục. Mấy cái lá cách càng gom hết rồi. Gom hết. Những cái đầu cát cơm. Cây cần thăng mình có báo giá là 17 triệu. 17 triệu một tác phẩm cần thăng. Cây này nó kiểu như búp măng đó quý vị. Rất già. Đặc biệt là cái mặt cắt trên nó bo nó liền rồi. Rồi theo số điện thoại trên màn hình, quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu thích những tác phẩm nào của anh Nhân thì cứ liên hệ. Rồi một tác phẩm tiếp theo. Tiếp là một cái tùng Đài Loan nha, tùng trái. Một cây tùng trái, một cây tùng Đài Loan. Đó của nó là 57. 57 hoàng đế. Chiều cao là 90. Cao 90. Tán nó là 58. Tán 58. Cái này trái, đang trái quá trời. Rồi anh xoay ít vòng cho anh chị em ngắm. Trời co đi rất đẹp. Bộ đớn luôn. Trái ha, đèn buông trái luôn ha. Đây là mình gom. Rồi dưới phần rễ cũng như phần gốc. Phần đó để chạy. Lên nữa lượng. Co đẹp quá vậy. Quấn cái co cũng như cái tay rơi. Nó quằn xuống đi lên. Để làm một cái chỗ. Trái đang buông trái đó quý vị. Có một cái mặt cắt ra nó cũng đang kéo thẹo. Cái tùng này Đài Loan này cái giá là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi. Một tác phẩm tùng Đài Loan. Một tác phẩm tiếp theo. Xong là tùng La Hán. Một cái tùng La Hán quý vị. Cái này nó già lắm nè. Cái này gọi là già luôn. Nhỏ nhưng mà rất là già. Chân đớ của nó. Chân đớ đó là 32. 32 quần. Eo nó là 13. Thân 13. Cao 60. Cao 60. Tán 60. Tán 60. Cái nó già. Đặc biệt mấy ai mình làm đũa. Nhỏ chứ nhưng mà già cây. Già cây lắm. Cây rất đẹp mà. Cái tùng này mình có giá là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi. Tiếp cũng là một cái tùng. Cái này cái bộ đớn rất to. Cái tùng La Hán luôn quý vị. Bộ đớn của nó là 40. 40 quanh. Cái này có cái bộ đế đẹp quý vị. Thân nó 14. Thân 14. Cao 50. Cao 50. Tán là 45. Tán 45. Đây này già lắm nha. Đây quý vị xem tùng cái... non thì nó rất nhiều nhưng mà cái tùng già. Tùng đẹp. Bộ đế này, bộ đế này rất đẹp. Rất là khéo. Cái này cái tùng này mình có cái giá là 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi. Tác phẩm tiếp theo. Là một cây khế gân nha. Tác phẩm khế gân quý vị. Rất đặc biệt nha. Cây này cốt rất là hay quý vị. Anh Nhân chia sẻ kích thước rồi thành phố chi tiết quý vị xem. Đó nó là 42. 42 hoàng đế. Anh đang đo hoành thân. Hoành thân của nó là 26. 26. Cái này nó rất già. Tổng cái bộ tán luôn anh. Tổng cái bộ tán, chiều cao nó là 28. Cao 28. Tán của nó là 90. Tán 90. Cây đang bung hoa và trái quý vị. Cái này đặc biệt là đi cái bộ đó rất đẹp. Cây nó già.
Dạ cây. Dạ cây mà cái dần co đi. Cái nguồn đi của thân. Anh gọi cái đường thân coi. Đó. Anh thấy xây qua bên kia. Đó đó. Thân đi rất là lượng. Cây này già lắm. Hoa và trái đang đổ trên cây đó quý vị. Cái khớ này mình có giá là 9 triệu nha. 9 triệu một tác phẩm khế gân. Cây này nuôi lâu những cái quất tay to hết quý vị. Tay chân lúc hết rồi. Trái này. Bông liên tục. Rồi, một tác phẩm tiếp theo. Cây sam trái nha. À, sam trái quý vị. Bộ chân nó rất hay. Sam núi trái. Bộ chân của nó là 58. 58. Đo một khách với bộ chân đấy. Anh đo cái tán nè. Chiều cao. Chiều cao là 38. Cao 38. Đó là 1 mét. 1 mét quý vị. Mấy là mình đo gì vậy nha. Nhưng mình đo kia tới 1m3, 1m2. Nếu mình đo hiệp là tới 1m3. Cái này có bộ đế cũng khéo quý vị. Quá nè. Chân nữa nè. Này còn bê nữa nha. Đây xem trái này mình cũng báo cái giá luôn nha. Cái này là cái giá là 16 triệu nha. 16 triệu. Cái dáng này cũng rất hay quý vị. Quý vị có thể là sở hữu gì mình thay đổi một cái phong cách khác vào một cái quạt hay là gì đó là cũng thích hợp quý vị. Đó. Nó đổ ôm quạt cũng rất là hay. Rồi, một tác phẩm tiếp theo. Tiếp là một cây sam trái nữa nha. Cũng là sam trái sam núi quý vị. Cây hồi đầu nè. Cây này dáng phong cách dáng Nhật Bản. Này là bay hồi đầu. Cũng khá là duyên cây quý vị. Rồi dàn chân đớ của nó đo luôn cái đớ rửa nó là 25. 25 quý vị. Đo ngay chỗ thân. Thân nó là 17. Thân 17. Anh xếp nhanh cái này kẹt đá. Rồi anh đo luôn cái tán luôn. Chiều cao của nó là 25. Cao 25. Tán của nó là 70. Tán 70 quý vị. Là cái thân nó xẹp, tức là nó kẹt đá đó quý vị. Dàn bay nó già nha. Còn bữa nay nó kẹt đá khúc này. Thân nó xẹp. Mình xây qua kia. Dàn bay rất đẹp. Đây, mình xịt kẹt đá nè. Đấy, thân nó xẹp. Thân nó xẹp kẹt đá. Cái này nó già lắm, cái dàn vàng nó già. Thì giờ mình nuôi thêm dân nữa thôi. Cái cây này là dàn xương rồi nó già. Anh Phú rồi cho đây cũng khá này. Ổn rồi quý vị. Đấy nó hồi đầu. Cái này mình cái giá là 6 triệu nha. 6 triệu. Một tác phẩm sam trái sam núi. Tiếp là cũng là cây sam quý vị. Sam trái luôn. Sam trái quý vị. Bộ chân đớ của nó là 45. 45. Cái này là mạch đây rất đẹp, bên đây là lúa thép nha. Có lúa một... là lúa rừng ạ. Lúa đẹp một cái năng quái, dàn tay nó rất cùng. Có một vết lúa thiên nhiên. Tay chân nó cùng hết rồi. Cao bao nhiêu ạ? Cao là 38. Cao 38. Tán là 46. Tán 46. Cái này mình có giá là 5 triệu 2 nha. 5 triệu 2. Tiếp là cần thân quý vị. Đó ngay chỗ cái cục đó. Có cây cụ quái. Cũng là mini. Cụ của nó là 29. 29. Chiều cao là 27. Cao 27. Tán này cũng dài. Tán là 65. 65. Đó, nó có một cây cụ rất là dị cây. Còn thân này có giá là 2 triệu 2 nha.
2,2 triệu. Tiếp là một cái trăng đỏ và trăng bay nha. Trăng đỏ quý vị. Cái này dân bay. Cái này dân bay. Đó của nó là 37. 37. Hoàng đế á quý vị. Còn thân của nó. Thân của nó là 19. Thân 19. Hai thân. Cây trăng bay. Rồi cái tán luôn. Chiều cao là 27. Cao 27. Tán của nó là 68. Tán 68. Cái này rất đẹp nha. Đây quý vị. Cây này dâm cũng khá dày rồi. Hoa thì kín cây. Nói chung là ấm tàn. Cái giá này cũng hay quý vị. Cây anh này cái giá là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi. Tác phẩm trăng đỏ lá nhỏ quý vị. Tiếp cũng là trăng. Một cái trăng đỏ. Cũng là trăng đỏ lá nhỏ quý vị. Bộ chân của nó là 42. Hoành chân là hoành rễ 42. Eo. Eo nó là 26. 26. Cái này rất già nha. Dàn xương là già. Dạ cây. Dân đẹp. Chiều cao là cao 30. Cao 30. Tán của nó là 75. Tán 75. Rồi anh xây vòng rồi. Đẹp lên. Cây này đẹp quý vị. Yeah. Chung rầm dày hết quý vị. Em thấy mơ luôn. Cái này nó có chỗ đây mà nó gom nha. Đất đây nó cái lỡ lưng nhưng mà nó gom lại hết. Sao có chút xíu nhỏ. Dầm dầm đi quý vị. Dầm xương. Qua dầm dầm. Dầm gì luôn. Anh nuôi cỡ đây cũng rất là lâu quý vị mới có cái dầm dầm như thế này. Cái trang này cái giá là 11 triệu nha. 11 triệu. Một tác phẩm trang đỏ rất là sạch sẽ cây. Nhà vườn bao xếp luôn đấy. Đặc biệt là già. Tiếp là một cặp cây trang vàng. Hai cây trang vàng. Anh chi tiết trước một cây trang vàng của gì? Cái này là cái ổ đớ của nó là 19. 19 của anh. Cao là 19 luôn. Cao cũng 19. Tán là 55. 55 tán. Cây này đẹp, nó rất già. Nhỏ nhưng mà già cây quý vị. Đỉnh luôn đấy. Măng đang là bọc. Cây trăng vàng bay này mình có cái đỡ giá là 2 triệu à. 2 triệu. Cho một cây trăng vàng bay. Một cây có dáng bay. Còn cái đây là cũng trăng vàng. Cây này cây trực. Cây này bộ đớ nó là 36. 36 không quý vị? Chiều cao của nó là 27. Cao 27. Tán nó là 35. Tán 35. Cái này là rất đẹp nha. Già yeah, lắm. Cái này mình cái giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Cái này nó già, nó nhỏ mà nó già kinh khủng. Tùng là hãng mini quý vị. Cái dàn tay, dàn ô làm rất đẹp. Đặc biệt là nó già. Chiều cao của nó là 37. Cao 37. Tán nó 40. Tán 40. Cái dàn thân, dàn tận đứa này. Thế nó là 18. 18. Hoành đế. Cái này nó già. Già lắm quý vị. Nằm trên một con ốc như một cục gỗ đây nha. Cái này nó có giá là 3 triệu 3. 3 triệu 3. Trong một cái tác phẩm. Là cục gỗ với cục ốc. Đi nguyên bộ luôn hay sao? Đi nguyên bộ luôn á. Là nguyên một bộ đó quý vị. Giữa chân và con ốc và cục gỗ. Cây 3 triệu 3. Tiếp. Tiếp là một cây sứ tột biến nha. Một tác phẩm sứ quý vị. Sứ tột biến, cái này nó già. Nó mực, nó già. Bông nó này, đang là bông. Tạo theo cái kiểu cách. Đứa của nó là 25. 25 quần. Chiều cao 35. Cao 35. Cái này đặc biệt nha. Mình xây, nha. Mình xây nhẹ đi anh em ngắm. Làm lố vậy đó. Đang ra bông. Cây nó gọi là hiếm nha. Đây quý vị.
Sứ này sứ đột biến, nó hít lại hết rồi đâu quý vị. Cái này có giá là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu. Đây mặt hoa đang bung rền. Mấy cái này là nó liền hết. Hít hết rồi. Hết rồi. Cũng khá ngộ ngộ quý vị. Tiếp nha. Tiếp là một cây nguyệt quế nha, 9,5 triệu nha. Một tác phẩm nguyệt quế. 9,5 triệu. Về phần rễ là 47. 47 hoành. Chiều cao của nó là 70. Cao 70. Tán 50. Tán 50. Đây nó già khủng khiếp nha, cả này mấy chục năm rồi đấy. Nguyệt quế mà siêu hoa. Cũng khá là nghệ thuật. 9,5 triệu. Cốt nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ già. Cái này là cái chơi nha. Cái này có giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu quý vị. Cho một tác phẩm nghiệp quá rất già. Chậu cũng đẹp luôn mà 9,5 triệu. Cua đâu. Cũng 9 cộng rễ. Giá mà đưa hương vị tàn tây rồi nó cũng mướt hết rồi. Rễ đôm cao lên quý vị. Cũng nó thuộc về cũng rất là lạ. Hiếm có. Tiếp là một cây linh sam nha. Linh sam quý vị. Ủa chừng đó là 38. 38. Cao nó 45. Cao 45. Tán 60. Tán 60. Cây này rất đặc biệt nha. Hoa nó là cũng rất là thơm quý vị. Ghép 86 nha. Đây ghép 86 mà ghép lâu rồi, tay chân cừu hết rồi. Tạo là cái bột cốt cũng cốt này thì rất độc khéo. Đây về phần gốc tạo lên phần thân. Đây là mặt hoa. Cái này nó già lắm rồi nha. Cái này mình báo giá luôn. Cái này báo giá là 3 triệu nha. 3 triệu. Một tác phẩm linh sam cũng khá là đẹp quý vị. Cái bộ giấy quá với Mỹ. Cái này nếu đâu nó mấy cái nu ở đo ngay cái cục nu rồi từ tay con người thực nu rồi nói với 23 hoành. Cái này thì rất hay với Mỹ quý vị. Với Mỹ đây chuẩn bị ra bông này tạo ra hai cái đoạn co đó là rất là hay. Hàng mini nhỏ để bàn rất là thích hợp. Cái này đẹp nha. Đấy quý vị anh xây qua kia nó thích ba thích xây qua bên. Đấy quý vị, cũng nghệ thuật. Cái này mình có giá là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu. Một tác phẩm tiếp theo là linh sam. Linh sam sông Hinh. Một tác phẩm linh sam sông Hinh quý vị. Có cái bộ cái bộ dăm đo từ chân này. Lụa riêng. Cắn này nó không được. Lần thứ 62, 63. Hoành sau mấy quý vị? Nó cấm này. Cấm cho nên đo hết chỗ này. Một tác phẩm khá nghệ thuật. Cái lũ riêng của nó này. Không có sự không đụng chạm gì hết. Cái này rất đẹp. Mặt nào cũng đẹp hết. Ủa lũ rất đẹp quý vị. Siêu bông nha, bông rẻ lưng tục không. Rồi mình đo kích thước chiều cao luôn. Chiều cao của nó này. Cao đó mặt lúa là lên đến 56. Tính luôn lúa. Tán nó là 84. Tán 84. Đây quý vị xem từng phần cũng như chi tiết. Giữa phần cốt. Đặc biệt là chỗ này nó sống hay lắm nha. Đi lên một cái mảng như ngón tay này lên đây này, sống lên một cây này. Đấy, đó, đi lên một cái lúa lên này, đấy. Rồi cái phần đây là đi cái một cái bờ dưới đây. Đi lên nó sống là một cái đường thân sống của nó rất rất mạnh, rất cây rất khỏe. Thấy được xong không? Anh Phú cũng quay. Rất là hay quý vị. Cái phần da nó chạy lên nó ra cái cành nhánh này, cái phần bên kia là của bên kia. Đây là mặt hoa. Phần lũa này cũng rất đẹp quý vị. Đây là lũa riêng nguyên bản. Cái này mình báo giá là 17 triệu nha. 17 triệu cho một tác phẩm linh sam. Có phần lũa rất là nghệ thuật. Rồi để Thanh Phú lui ra tổng bóng quý vị xem lại một lần nữa.
rất đẹp quý vị, phải nói là tuyệt vời. Mình cũng xin chào mấy anh em, ưa quý cây thì có gì coi trên cái điện thoại, số điện thoại trên màn hình á, ủng hộ mình. Xin chào. Rồi, chào anh. Rồi, để kết thúc chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của anh Nhân, có địa chỉ là An Nhơn, Bình Định. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em có yêu mến cũng như yêu quý tác phẩm cây bonsai của anh Nhân thì cứ trực tiếp liên hệ thông qua số điện thoại có trên màn hình để mình tham khảo và giao lưu, để sở hữu những tác phẩm đẹp cũng như ưng ý mang về trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Rồi, Thanh Phú cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.